Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua chương trình phát triển nhà ở xã hội giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại các khu cụm công nghiệp luôn được tỉnh quan tâm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chương trình mới chỉ đáp ứng được khoảng 19% so với nhu cầu. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong đó, có 4 dự án đã đi vào hoạt động gồm: khu lưu trú công nhân Long Hậu thuộc khu công nghiệp Long Hậu, khu nhà ở công nhân Đông Quang thuộc khu công nghiệp Hải Sơn, khu nhà ở xã hội Tân Đức, khu nhà ở xã hội của công ty cổ phần đầu tư Hạ Tầng khu công nghiệp và đô thị Long An và 20.000 căn nhà trọ quy mô 300.000 m2, bố trí cho khoảng 35.000 công nhân lao động. Các dự án còn lại đang triển khai. Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó có định hướng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội cho công nhân đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với đơn vị đã dự thảo đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và đang lấy ý kiến các sở ngành và quỹ ban nhân dân thị xã thành phố.